Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả khóa game Griffith. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng đó là Nintendo DS Emulator. Đây là một chương trình giúp các bạn chơi các game của hệ máy Nintendo DS trên PC. Nếu các bạn thắc mắc cái máy DS Nintendo trông như thế nào thì các bạn có thể lên Google nhé. Rồi các bạn gõ Nintendo DS. Đó. Đây, máy nó trông như thế này này, xem nào. Image, đây, cái máy trông như thế này. Cái máy này của Nintendo ấy thì nó ra đời hồi 2004. Và trên cái hệ máy này thì có rất là nhiều game hay. Và sắp tới thì mình cũng định úp một đống game đó lên khóa game Griffith. Cho nên hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn trước các bạn để chơi cái DS Emulator trên PC. Cho các bạn làm quen trước, rồi sau đó mình sẽ úp game sau. Thì để cài đặt cái này ấy, rất là đơn giản, mình sẽ để một trang web bên dưới phần mô tả video. Đây, đây là trang web giúp các bạn download cái Nintendo DS Emulator. Cái này nó không gọi là DS Emulator mà nó đọc đó là DS Mume nha các bạn. Tên của nó là DS Mume. Còn gọi chính xác nó ấy, thì đó là Nintendo DS Emulator, được chưa nào? Thì các bạn hãy vào cái trang web này. Và trang web này nó sẽ luôn hiện ra cái phiên bản mới nhất của cái DS Mume này, được chưa nào? Thì để download cái phiên bản dành cho Windows chúng ta sử dụng ấy, thì các bạn hãy bấm vào cái link sau đây. Đây này, cái Win64zip, được chưa nào? Còn những bạn nào mà không sử dụng PC mà các bạn sử dụng những cái máy tính bảng Mac OS các thứ ấy, hệ điều hành Mac OS ấy, thì các bạn tải cái bản bên trên này, được chưa nào? Còn chúng ta xài PC cho nên chúng ta sẽ sử dụng cái phiên bản Win64 nhá. Click vào. Click một cái là nó sẽ tự động download về luôn nha các bạn. Và sau khi download về thì nó sẽ được một cái file như thế này, được chưa nào? Các bạn hãy giải nén nó ra. Giải nén ra đây luôn nhá. Đây. Và trong đấy thì nó sẽ chứa toàn bộ cái chương trình DS Mume, được chưa nào? Thì mình sẽ send to desktop cái này, tạo một cái icon ở ngoài màn hình nhá. Đây, đây chính là Nintendo DS Emulator. Thì để sử dụng nó thì đơn giản thôi, các bạn chỉ cần chạy lên thôi, các bạn không cần phải cài đặt thêm gì cả. Đây chính là giao diện của nó này. Thì để hướng dẫn các bạn sử dụng cái này một cách trực quan ấy, thì ở đây mình cũng đã có sẵn một cái file game của Zune Factory 3. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành setting một vài thứ trong cái DS Emulator này đã. Chúng ta sẽ bấm vào phần config nhé các bạn. Trong đây thì chúng ta sẽ quan tâm tới một vài chỗ. Thứ nhất đó là Emulator setting à. Cái này để mặc định đi. 3D setting. 3D setting cái chỗ này ấy, thì cái phần render engine ấy, các bạn hãy chọn cái OpenGL nhá. Cái này nó sẽ giúp với những bạn mà sử dụng card Nvidia như mình ấy, thì nên chọn OpenGL để xem nào. Còn những bạn nào mà sử dụng card AMD thì các bạn cứ để mặc định. Sau đó thì bấm OK. Đó là phần 3D setting. Tiếp theo chúng ta sẽ tới với cả phần sound setting. Sound setting ở đây thì nếu mà nó chưa chọn vào cái phần Synchronous ấy, thì các bạn tích chọn vào nhá. Lúc đầu thường là như thế này này, sau đó các bạn tích chọn vào đây nhá. Đó, như vậy thì chúng ta sẽ có cái phần âm thanh nó giả lập tốt hơn, được chưa nào? Rồi bấm OK. Đó là phần sound setting. Tiếp theo chúng ta sẽ quan tâm tới cái đó là hotkey config. Đúng rồi, hotkey config. Đây là các nút được sử dụng để khi chơi game chúng ta sẽ bấm đấy. Thì với những bạn nào mà dùng bàn phím như mình ấy thì các bạn có thể để như thế này. Hoặc các bạn thay đổi như nào tùy thích nhá. Thì các bạn muốn thay đổi đúng không? Các bạn bấm chuột vào đó, sau đó các bạn bấm nút mà các bạn muốn thay đổi là nó sẽ tự động chuyển sang. Còn với cả những bạn ấy mà muốn chơi tay cầm ấy thì các bạn hãy kết nối tay cầm vào trong máy tính, sau đó thì các bạn cũng bấm vào đây. Sau đó thì các bạn bấm nút trên cái tay cầm ấy, nó sẽ tự động đổi nút cho các bạn nhá. Còn mình thì chỉ có bàn phím thôi, cho nên là mình sẽ sử dụng như thế này. Còn ví dụ như là mình muốn xoay chữ Z là bằng chữ G chẳng hạn, bấm G vào đây thôi. Đó, đơn giản đúng không nào? Nhưng mà mọi thứ thì mình sẽ mặc định nhá. Còn các bạn thích setting sao thì tùy ý, để chơi nào. Đây là các nút sử dụng để chơi game đấy. Rồi, sau đó thì còn gì nữa không nhỉ? Hotkey config, cái này là những cái nút lệnh giúp cho các bạn thao tác trên cái desk mume này nó nhanh hơn. Ví dụ như là mở ROM thì cần chơi ô các thứ kiểu vậy, chơi nào. Thay đổi sao tùy thích nhá. Còn gì nữa không nhỉ? Wi-Fi background pass không cần biết đâu. À, có để ý cái phần view nhá. View LCD layout rồi, có phần vertical là chiều dọc. Horizontal là chiều ngang. Còn cái phần phần nữa là đâu rồi? Cái phần nữa đó là One LCD ấy, thì nó sẽ chỉ hiện một màn hình game thôi. Cái desk cái hệ máy DS hình như thường nó có hai màn hình vậy. Nếu mình nhớ không nhầm vậy. Windows size cái này các bạn có thể chỉnh to, chỉnh nhỏ tùy thích nhá. Nhưng mà cái này các bạn không nên chỉnh to quá nhá, bởi vì cái game này ấy, nó làm cho cái hệ máy DS Nintendo, cho nên cái màn hình của DS Nintendo nó rất là nhỏ, cho nên các bạn zoom to lên thì nó sẽ khiến cho cái game của bạn nó bị vỡ hình, trông nó khiếp lắm. Cho nên tốt nhất là cứ để cho nó vừa thôi, mà cũng không cần phải chỉnh như thế đâu, các bạn có thể di chuột vào đây là các bạn kéo rồi zoom như thế nào thì thích mà, đúng không nào? À, cái này thì mình sẽ chỉnh lại đó là phần vertical nhá, phần chiều dọc nhá. Được rồi, đó là những cái setting mà các bạn cần chú ý trong cái DS Mume. Còn bây giờ ấy, làm sao để chơi game trên cái DS Mume này? Thì sắp tới mình sẽ úp hàng loạt các game Nintendo DS trên kho game Griffith, cho nên là các bạn chỉ cần tải về thôi. Và khi các bạn tải về ấy, các bạn giải nén ra các bạn sẽ được một file như thế này. Chưa nào? Và chúng ta chỉ cần vứt file này vào trong cái
cái Desmume này của chúng ta là game có thể chạy. Thì đơn giản thôi, bấm vào file này, chọn Open Room. Và các bạn chọn đến đúng cái file này là được. Chứ nào, cái file này mình đang để ở ngoài desktop nhé. Thì đâu rồi, desktop đây, desktop này. Đây, Room, đúng cái file này nhé các bạn. Sau đó bấm Open là game sẽ chạy. Chứ nào, rất là đơn giản thôi, không gì khó cả. Còn đây mình sẽ cho các bạn thấy đó là cái phần view trông như thế nào. Đây, chiều ngang nó như thế này. Đó, đúng không? Còn nếu chúng ta để một LCD ấy, thì nó sẽ như thế này. Nó sẽ hiện đúng màn hình game thôi, không hiện cái màn hình phụ. Mình sẽ bật nhỏ volume xuống chút nhá. Màn hình đang đen thui đúng không nào? Đây, tại vì nó hiện có một nửa màn hình thôi. Cho nên tốt nhất là chúng ta hãy chơi hai màn hình nhá. Đó là chế độ horizontal hoặc là vertical ấy. Đây là phiên bản Rune Factory 3. Và phiên bản này mình đã cài sẵn cả Việt hóa trong đây rồi nhé các bạn. Việt hóa của game tiếng Việt, cho nên khi chơi nó sẽ có tiếng Việt nhé các bạn. Đây, mình sẽ bấm chuột để tua đi nhá. Đây này, có tiếng Việt đấy các bạn. Chơi game thôi. Thì với những cái nút bấm mà chúng ta đã setting hồi nãy ở bên phía config, đâu nhỉ, control config. Đây, thì các bạn cứ thế mà sử dụng thôi nhá. Cứ thế mà bấm vào chơi trong game mà thôi. Ôi, mình ấn nhầm rồi. Cái này là up, cái này là left, là trái. Rồi. Xong thì cái bảng này phải tắt đi thì mới chơi game được. Đó. Giờ thì cứ bấm vào chơi game thôi. Nintendo Wi-Fi cài đặt. Bắt đầu. Tại vì cái game này nó phát triển cho cái hệ thống máy có cái màn hình rất là nhỏ, cái màn hình Nintendo DS mà lúc nãy mình cho các bạn coi ấy. Cho nên là game trông nó sẽ hơi bị trông nó hơi kiểu như nó là bị vỡ nhá các bạn. Nhưng mà chất lượng game thì cứ gọi là ok nhá các bạn. Con quái thú các thứ à. Đây mình đã bấm chuột đây. Đấy, game Rune Factory 3. Sắp tới mình sẽ úp nhiều game nữa. Và hiện tại thì Khoi Griffith đang úp toàn bộ series Rune Factory. Cho nên các bạn thích thì lên kênh để download nhá. Phần 4 và phần 5 thì mình úp trước, bởi vì hai phần này nó có trên PC. Còn phần 1, phần 2, phần 3 thì mình sẽ kiếm cái link ROM rồi mình úp lên kênh sau. Chứ nào. Còn game bây giờ thì cứ thế mà chơi thôi. Thì đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong cái video này về cái Desmume, hay còn gọi đó là Nintendo DS Emulator. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì cứ để ở lại bình luận bên dưới phần mô tả video nhé. Chúc các bạn tải game thành công cũng như là chơi game vui vẻ. Đừng quên đăng ký kênh cả Game Control cũng như là Khoa Game Griffith để cập nhật những video mới nhất mà mình chia sẻ nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người.